Hello, xin kính chào các anh, các chú, các bác và tất cả mọi người nha. Hôm nay mình lên đây để quay cho các bạn về một cái quyển sách cúng tổ tiên, cũng về gia phả nhá. Quyển sách này có thể cúng về Tết Thanh Minh này, rằm tháng 7 này, cúng năm mới này, rồi cúng nói chung là cúng về các cụ ấy, các cụ mà như kiểu tổ tiên của mình ấy nhá. Thì quyển sách này mình có viết đầy đủ, mình là dân tộc Dao đỏ sống ở khu vực Sapa, Lào Cai này. Thì lên video thì đầu tiên mình cũng cảm ơn quản trị viên duyệt đài cho mình. Thì sau khi mình quay quyển sách này lên thì các bạn có thể góp ý, rồi bạn nào có nhu cầu muốn tham khảo sách thì có thể liên hệ cho mình nhá. Sau đây là cái phần sách mình sẽ quay cho các bạn xem. Đây mọi người, đây là cái quyển sách nha. Mình có viết trên máy tính với hai dạng chữ, đó là chữ nôm Dao với lại chữ Việt nhé, mà không không hẳn là chữ Việt đâu, vì nếu mà bảo chữ Việt thì có một số chữ cái mà nó không phải là chữ Việt, mình ghép thành thôi các bạn ạ. Đây, quyển đầu tiên này, mình là dân tộc Dao đỏ nhá. Ở trên Sapa này mình sẽ đọc một phần như phần đầu của quyển sách này. Sau đây mình xin phép được nói tiếng Dao đỏ của bọn mình ở trên này. Nếu mà bạn nào nghe được thì các bạn nghe, còn bạn nào nếu mà cũng là dân tộc Dao nhưng mà có nhiều loại dân tộc Dao nên là có nói một số bạn cũng nghe nghe được nhưng mà nghe không rõ, hoặc là một số bạn thậm chí là cũng không nghe được luôn. Nắp quên sau này sẽ giúp quên đầu chẳng chẳng trả phim sâu ở phía ta mài giò nhà mà dân đầu quê dân lầu hùng chào chinh bè tim khuyển dễ chia bè tim khuyển có ý chia bún chê siêu lèn phu toàn dễ chọn nhân ở tòa chê mình dám hồ bù na đâu quá dân lầu hùng như tội na miền mà cả bùa miền mùa dân bè nó tỏ xe mà cả tỏi phấn tỏi ọ này vừa coi dân chuyện này vừa coi xua xua giật mình tổng trang hàng con bùa bổ đáp trả giật động trả chiêu trả chiêu đến thật cái đi ọ mẫu phạ cha mình tao chẳng tài về tổng thiên cô tôi ký về ta cháu bữa xin kinh tông chiến mình tài hùng cứu chia xin hùng minh co quân dịa mẫu nin mẫu nhuận mẫu nhân mẫu trời ở đâu em bố con mẫu nin nào mẫu nin mẫu nhuận mẫu nhân này bố con hai năm hàng hai năm hà mẫu nhân mẫu nhuận mẫu nhân hai năm hà hai năm hoa chờ hai năm xã hội ạ một con biển từ đó kiểu cái này nè vào ngày tháng năm lúc cúng nhá mẫu trời dân trời dân đồng trà chiếu mẫu nhân tàu trà chiếu tàu miền quê đây là chủ nhà ấy quân dìa cha mình tàu chàng tổng thiên cô tôi kỳ về siêu khí rất lâu cái này mình nếu mà mình cũng năm mới thì mình bảo là xiên ninh xiên phúy đào trần khảo xính mệnh hùng, còn nếu mà mình cũng cũng năm mới nhưng mà mình có thờ hoa quả các kiểu mà mình muốn lấy hoa quả các kiểu xuống thì mình là bảo là xiên ninh xiên phúy thúy trắng đào trần khảo xính mệnh hùng. Còn chỗ này nếu mà bạn nào mà hải tàu ở đâu vừa con ở sim trên mình miên là một con siêu khí giá lộ xuân quế y tài trên mình chi chim hàng chu hò sáng đỏ tiền khó xính mệnh hùng ở em ăn đâu á hạt tàu sim chia hạt chia phê với con siêu khí giá lộ hát có trên mình một con xuân quế trên mình chi chim hạt chiều hoa sáng mình hùng à, con đâu có chết hạt chè phải là có con chiều quế y tài chết nhuận mười liềm tại chim đào tiền khảo xính mình hùng nó có hà nội
Cái này đào chiên khấu xíng mình hùng biển này này nhị lầu suy dân hứng bùi điện khoa chiêu chan điện khoa chiêu bùi hòa bèn cụ hòa mỹ tiêu chế tỏ bằng trang điện khoa bù to tăng dầu lập chúa ta chủ bẻ chế nhàn chín bẻ chói chả chiếu tổng thiên tổng thiên cụ tòi tạo trạng hoái tài chủ khuyến trắng tòng lỗ huệ ông dìa thái châu trà phin vì tờ dẫn mình xem mình bữa hiu dẫn dân tạ công phiếu sĩ dân về tổng cho y tài ông thái trà phin sang trói giảng kiên sế trạng chế tố nin nin mai lại phú quý mai in mai lại giảm cam thun lại mồ lại giảm cam chênh lại ê trông dịp châu ê câu tái lại xuân quế chênh mình chi chim hạ quế y tài bia chun châu miu bái sim châu quế chết nhuận bờ liêm tại chim tông quế nên trăng phí chiên gia nhân chế nên dâm kiên chế phí gia nhân chế chim dâm kiên chế lệ dâm kiên chế lệ tạ thiến siêu hùng nam nhô chế trắng tăng dầu lập chứa điện khoa bù to yo mà nói chê cái này là cũng năm mới đã bữa ship xe hàng mua miên qua bữa mà chẳng chuẩn chẳng quảng piu bữa con nó à con đã bữa ship xe mình về bữa ship chả chết hà chả phải là bốn chục con nó chẳng tu phạm chiều phế gì hứng chiều lụa gì lô thính thính chủ hạ lô chun xiêm nhà siêu đồ tàn công bồ giám biển năng yêu hiểm diêm phiếu chấm tỏ tái chạy trăng nam nhô bịa xin trám đi phiếu chun kẹt trắng giáp cam dễ trắng giám kiên chế hồ y ta chả chiếu cho phim châu khuyến giám kiên bị tỏ dẫn bị xiêm thông bữa hữu giám kiên chế hồ y ta phim ta giảm tu quá chế hố ta giảm tu quá nồng ma sĩ dân kiên tâm rồi chấm chín mổ sĩ dân kiên chấm hô chấm quân chấm bẻ chấm dìa chấm quý chấm tròi chấm nàn chấm giò chấm dĩa chấm hoang chấm đùn vê ta sọ pú nhận tiền sọ pú nhận khu sọ pu ba yin chưa đi tung choi che choi ngon choi má choi sọ pu chen sen hứng đầu chiều choi chuyển bộ thắng gián bệ bộ thắng gọi siêu chấm cha chiên nhà hô bài chiên trái vị chi xin yam kiên tình chia dạ ma thảo liêm su ngày nay dân lầu hung liệu ồ. Đến đây là cái phần mở đầu là nó đến đây kết thúc nhá. Rồi nãy là mình vừa đọc một cái đoạn đầu mà như kiểu là tiếng giao gọi là dân lầu hung có bạn nào có nhu cầu về cái quyển sách này mà cảm thấy thích hoặc là muốn tham khảo để mà nghiên cứu thì các bạn có thể liên hệ cho mình theo Facebook là Vân Trạng Trạo, hoặc là các bạn có thể liên hệ cho mình số điện thoại sẽ Zalo 0339 790 614. Rồi, xin chào các bạn nha.